Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ hai ngày 14 tháng 10. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách. Tổng công ty Khánh Việt Khatoco đóng góp tỷ trọng lớn vào thu ngân sách nội địa của tỉnh. Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Nha Trang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, anh Trần Việt Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 300.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển hơn 51.000 hội viên mới, thành lập được 5 tổ chức hội trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, 100% hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm, giới thiệu việc làm cho hơn 12.000 thanh niên, hỗ trợ 18 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hơn 23.000 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là những kết quả nổi bật nhất mà các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024. Với 5 trên 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Khánh Hòa đã trở thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nhà, thể hiện rõ nét trên khắp các lĩnh vực, từ tập hợp, giáo dục, tổ chức các phong trào thanh niên đến bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng. Đặc biệt, trước những đợt thiên tai bão lũ và nhất là trong đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, lực lượng thanh niên Khánh Hòa đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tổ chức hàng trăm đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chi viện cho các lực lượng tuyến đầu. Giai đoạn 2019-2024, thanh niên Khánh Hòa đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp sức trẻ, trí tuệ, tài năng, sáng tạo và tinh thần tình nguyện của mình vào quá trình phát triển đi lên của quê hương. Các chương trình trọng tâm như Thanh niên Khánh Hòa yêu nước, bản lĩnh, Thanh niên Khánh Hòa sống đẹp, sống có ích, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, xung kích trong phòng chống dịch COVID-19 đều được triển khai sâu rộng, với hàng ngàn công trình và phần việc thanh niên được thực hiện. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tại đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực của các cấp hội thanh niên Khánh Hòa trong thời gian qua, từ đó tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa xứng đáng với sứ mệnh kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh các giải pháp, nhiệm vụ đã được xác định trong báo cáo văn kiện, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề. Thứ nhất, cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình, sự phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Làm sao để phong trào thật sự trở thành ngọn cờ hiệu triệu rộng rãi thanh niên toàn tỉnh cùng phấn đấu, đoàn kết cống hiến cho tỉnh Khánh Hòa, cho đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, trong đó chú trọng quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, ra sức cổ vũ tổ chức các hoạt động tạo môi trường để hội viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ kinh tế số và lao động sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt quan tâm việc thúc đẩy tinh thần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy và khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa luôn xác định công tác thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực để đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững. Lực lượng hội viên thanh niên hơn lúc nào hết cần phải phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến,
thể hiện sâu sắc và rõ nét vai trò của tổ chức hội, đồng hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên, chú trọng nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành. Với tinh thần dân chủ thống nhất, đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029, đã ra mắt và nhận nhiệm vụ. Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư tỉnh đoàn Khánh Hòa, được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 9. Đại hội cũng thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, nêu cao khẩu hiệu hành động, thanh niên Khánh Hòa đoàn kết sáng tạo, xung kích, phát triển, tiếp tục phát huy sức trẻ, xây dựng quê hương Khánh Hòa giàu mạnh, văn minh, theo định hướng nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Tối hôm qua, tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang đã diễn ra chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch với chủ đề Du lịch Nha Trang Khánh Hòa đến để yêu. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lý Xương Căng, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng các doanh nghiệp du lịch. Với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá kết nối với ngành hàng không, mở nhiều đường bay quốc tế, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu du lịch trước 3 tháng. Đến hết tháng 9 2024, toàn tỉnh đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, hoàn thành 100% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 44.100 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm 2024. Bước sang tháng 10, ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục phát động chương trình kích cầu Du lịch Nha Trang Khánh Hòa đến để yêu. Chương trình được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp khách sạn từ 3 đến 5 sao và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh với sản phẩm hấp dẫn, quà tặng ưu đãi cho du khách trải nghiệm điểm đến tại Nha Trang Khánh Hòa trong thời gian đến. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã chúc mừng thành công của ngành du lịch tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng mong muốn ngành du lịch sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tâm huyết, sự sáng tạo và năng động để đưa du lịch Khánh Hòa ngày càng phát triển đột phá, vững mạnh, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết số 09 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hướng đến xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, đưa Nha Trang Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Dịp này, ban tổ chức khen thưởng vinh danh các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển cho du lịch tỉnh. Hiệp hội du lịch Nha Trang Khánh Hòa đã gửi 127 triệu ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vào sáng nay. Tham dự buổi lễ có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 được thành lập năm 1984, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển. Viện đã không ngừng đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thời kỳ mở rộng phát triển và hội nhập 2004-2014. Viện có 179 công trình và trên 20 quy trình, mô hình được phổ biến ứng dụng, trong đó nhiều mô hình phát triển mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời kỳ ổn định phát triển và từng bước tự chủ từ năm 2014 đến năm 2024, Viện đã chủ trì thực hiện 153 đề tài, nhiệm vụ, các cấp, trong đó tập trung vào 5 nhóm nghiên cứu về công nghệ giống, công nghệ nuôi, dinh dưỡng thức ăn, bệnh và môi trường, và khai thác phát triển và phục tráng nguồn gen. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn trong thời gian tới, Viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu để tạo ra những giống loài thủy sản mới, những công nghệ nuôi trồng tiên tiến, nhất là phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện công nghệ số để giúp nghề nuôi trồng ngày càng phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã trao tặng bức trướng cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân, trao tặng kỷ niệm chương cho 14 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng trao tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh sáng nay đã đi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, huyện Vạn Ninh hiện có
782 tàu cá, trong đó có 205 tàu cá có chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét, 46 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Đến nay đã thực hiện đánh dấu toàn bộ 782 tàu cá, còn một tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 62 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 5 tàu chưa cấp hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, 3 tàu chưa được cấp hoặc hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, gặp gỡ trao đổi với các chủ tàu cá, đoàn công tác đề nghị các địa phương cơ quan đơn vị cần tiếp tục thực hiện công tác rà soát quản lý các tàu cá, tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng công tác chống khai thác IUU tới chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, hỗ trợ các chủ phương tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục như cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm tàu cá, nhằm quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của huyện vi phạm IUU, chung tay cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách. Sau 9 tháng năm 2024, một số doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Trong đó, Tổng công ty Khánh Việt Khatoco là một trong những doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp nhà nước có kết quả tăng trưởng khá, đóng góp tỷ trọng lớn vào thu ngân sách nội địa của tỉnh. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Minh Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào ông. Thưa ông, chúng ta đã bước sang quý tư của năm. Vậy xin ông có thể là chia sẻ một chút về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Phải nói là năm 2024, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Khatoco đã có nhiều nỗ lực và thực hiện nhiều giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 6.980 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 248 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, nộp ngân sách cả nước bài sắc thuế chính thì đạt 2.527 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa đạt 2.453 tỷ đồng và đạt là 79% kế hoạch tỉnh giao. Vậy thưa ông, nhờ đâu mà chúng ta lại đạt được một cái kết quả tăng trưởng ấn tượng như vậy ạ? Để đạt được kết quả trên là cả một quá trình trong nhiều năm liền thì chúng tôi kiên định với mục tiêu sắp xếp tái cơ cấu lại các cái ngành nghề theo hướng tập trung đầu tư phát triển những ngành có mang cái tính chất là cốt lõi, có lợi thế cạnh tranh và các cái ngành có tiềm năng thế mạnh thuộc ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển của tỉnh. Đối với ngành công nghiệp thuốc lá là ngành chủ lực của Khatoco, chúng tôi tập trung nguồn lực thực hiện dự án đầu tư nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại khu công nghiệp Chãng É với quy mô lớn gấp 3 lần nhà máy trước đây, có tổng diện tích gần 12 hectare và tổng cái vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, với hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị phải nói là hiện đại bậc nhất của Đông Nam Á, nhằm nâng cao cái năng suất chất lượng sản phẩm, tăng cái khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đối với ngành du lịch thì Khatoco đầu tư chiều sâu vào các cái dự án hạ tầng du lịch theo hướng là khác biệt về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách. Đồng thời chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh các cái tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các cái khu công nghiệp Chãng É và cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích. Đối với ngành công nghiệp may, thời trang, trước những quy định khắt khe về tiêu chuẩn xanh của những thị trường như là Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, thì chúng tôi đang tích cực chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh, nỗ lực để đạt được những cái chứng chỉ carbon để đáp ứng các cái tiêu chuẩn của khách hàng, hướng đến sự phát triển bền vững. Ông đánh giá như thế nào về cái tính tiên phong, năng động của lãnh đạo tỉnh, một trong những chỉ số mà cấu thành lên PCI của tỉnh ạ? Khatoco đã nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo tỉnh thì đã kịp thời lắng nghe, xem xét giải quyết những cái đề xuất, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp một cách kịp thời, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho Khatoco tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ quốc tế,
và các hoạt động kết nối với đối tác nước ngoài. Nhờ đó thì Catoco không chỉ phát triển mạnh trong nước mà còn vươn tầm ra thị trường quốc tế. Ngoài những thuận lợi trong việc chính quyền tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp thì đơn vị mình có gặp khó khăn vướng mắc gì không ạ? Vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải trong thời gian qua là cái quá trình quyết toán hồ sơ vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Catoco gặp khá khó khăn trong cái việc nhập mua nguyên liệu thuốc lá, xuất phát từ việc chậm nhận các cái giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương. Điều này gây bất lợi trong việc tìm kiếm đủ cái nguồn hàng sản xuất cho các cái đơn hàng xuất khẩu tiêu thụ nội địa và dự trữ. Một số đơn hàng xuất khẩu thì buộc phải giao hàng chậm. Hơn nữa, việc tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cũng gặp hạn chế vì không đủ nguyên liệu để sản xuất. Hiện tại, doanh nghiệp đang áp dụng điều kiện giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu là Ford và tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh và các hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu là ship cũng tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, doanh nghiệp mong muốn trong tương lai sẽ thay đổi cái điều kiện giao hàng thành xuất ship và nhập Ford với điều kiện nguồn dự trữ nguyên liệu phải ổn định, đảm bảo cho sản xuất để doanh nghiệp chủ động hơn trong lĩnh vực logistics. Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh hơn quá trình xử lý hồ sơ, rút ngắn cái thời gian cấp phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để doanh nghiệp chủ động kịp thời trong việc nhập khẩu dự trữ nguyên liệu thuốc lá, đảm bảo an toàn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như chỉ tiêu nộp ngân sách cho nhà nước. Xin cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 37 cho 50 học viên. Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm hai khối nội dung, khối kiến thức phần học cơ bản và khối nghiên cứu thực tế, ôn tập, thi tốt nghiệp và các hoạt động khác. Trong 6 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, rèn luyện năng lực, vận dụng kiến thức lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn công tác. Đồng thời thực hành kỹ năng lãnh đạo quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao năng lực trình độ lãnh đạo quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thực hiện tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm giúp người lao động tăng cơ hội tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn đã tổ chức 12 lớp dạy nghề cho hơn 400 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với các ngành nghề trồng cây ăn quả, nấu ăn, nghề may và kỹ thuật thú y. Thời gian đào tạo theo chương trình khung quy định từ 2 đến 3 tháng. Trong quá trình học, học viên được hỗ trợ 100% học phí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình đi lại, học tập, các lớp dạy nghề được tổ chức ở trường trung cấp nghề dân tộc nội trú và tại các xã thị trấn. Đến nay có 9 lớp với 315 học viên đào tạo các nghề trồng cây ăn quả, may, nấu ăn đã tốt nghiệp. Khoảng 80% học viên sau đào tạo đã có việc làm. Vì tăng cường mở các lớp đào tạo nghề cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người lao động cải thiện năng suất cây trồng của gia đình hoặc tự tạo việc làm tại chỗ, cũng như có cơ hội chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, có phần tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian gần đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chủ động trong quá trình chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa chất lượng và hiệu quả đối với việc kết nối, tư vấn và giới thiệu việc làm, đồng thời xử lý các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Những nỗ lực này không chỉ giúp doanh nghiệp và người lao động dễ dàng tiếp cận dịch vụ, mà còn góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trước đây, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2022, người lao động chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi hồ sơ được nộp online, trung tâm sẽ tiếp nhận, xử lý và giải quyết các hồ sơ. Anh Nguyễn Thả, sau khi nghỉ việc, do chưa tìm hiểu về thủ tục online nên đã đến trực tiếp trung tâm để nộp. Tại đây, anh được nhân viên trung tâm hướng dẫn nhiệt tình và chỉ sau khoảng 10 phút thao tác, anh đã nộp hồ sơ trực tuyến thành công và chờ tới ngày hưởng chế độ. Lần đầu tiên tới đây là làm cái thủ tục để thất nghiệp thì thấy ở đây là cái việc đầu tiên là
cái chương trình mà làm bằng điện tử này quá thuận tiện. Nó tạo cho mình coi là nhanh gọn mà không mất thời gian đối với công dân. Và đội ngũ ở đây làm việc rất là tốt, nhiệt tình, chỉ vẽ từng ly từng tí. Nói chung là tôi thấy cái này rất là tuyệt vời. Là thuận tiện mà lại nhiệt tình. Tôi thấy cái này nếu mà mình áp dụng cho công dân mình làm cái này về lâu về dài thì thấy cái này rất là tốt. Nếu như mà mình biết trước được cái này á, thì mình ở nhà mình nộp thì càng tốt. Ở tại vì mình ngồi ở nhà mình làm ở nhà mình nó thuận tiện hơn rất nhiều. Đó, nó không cần phải lên trên đây, mất thời gian cho người đi nộp hồ sơ. Nếu mà có thì được thì tuyệt vời luôn đó. Từ năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa đã triển khai tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, xây dựng quy trình xử lý và tổ chức tập huấn cho nhân viên. Trung tâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ trực tuyến qua nhiều kênh. Năm 2023, hơn 37% hồ sơ được nộp trực tuyến và trong 9 tháng đầu năm 2024, con số này đạt 99,37%. Ngoài việc giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao kết nối việc làm cho người lao động và doanh nghiệp. Trung tâm sử dụng Zoom Cloud Meetings và Skype để kết nối trực tiếp giữa nhà tuyển dụng và người lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã tổ chức gần 80 phiên giao dịch trực tuyến. Qua đó, nhiều lao động đã được tuyển dụng thành công. Tôi thấy cái việc mà tìm việc làm trực tuyến đây thì nó giúp tôi đỡ phải đi lại, phải đi tìm việc ở nhiều nơi. Hy vọng là sẽ tìm được một cái việc làm phù hợp với mình. Đối với nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ Quốc gia thì đến thời điểm cuối quý 1 của năm 2024 thì địa bàn tỉnh Khánh Hòa là đạt tỷ lệ 100%. Chỉ trừ trường hợp, những trường hợp mà hồ sơ của tham gia bảo hiểm xã hội của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì do chưa liên kết dữ liệu cho nên phải nộp trực tiếp, hoặc những trường hợp người lao động chưa có định danh mức độ 2 thì phải nộp trực tiếp, còn lại là đều nộp trên Cổng Công Quốc gia. Thì thời gian đến thì trung tâm sẽ tăng cường cái tuyên truyền để cho người lao động cũng như doanh nghiệp biết được cái việc là kết nối cung cầu lao động trên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Đồng thời trung tâm cũng tăng cường cái tuyên truyền đến người dân, người lao động có thể tăng cái tỷ lệ người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nhà. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa cần quán triệt và tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc phối hợp với các sở ngành để chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu lao động và việc làm, đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ việc giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến quốc gia. Đồng thời, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng là cần thiết để đảm bảo việc triển khai chương trình chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến được tốt hơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.